Tiếp tục video ngày hôm nay thì bên em lại giới thiệu với tất cả các bác một mẫu loa mà bên em đang bán rất là chạy trong tháng 5 vừa qua. Đây là mẫu loa đến từ thương hiệu LX Acoustic với model LUX 12. Với phân khúc khá là bình dân để cho các bác ghép những cái bộ dàn karaoke gia đình thì là rất là hợp lý. Trong những khoảng bộ dàn là tầm 20 triệu anh em nhé, tầm 20 triệu. Đó, và xem một chút, lên hoặc xuống một chút thì đây là những cái mẫu loa rất là đáng chơi để cho anh em ghép vào những cái bộ dàn karaoke đó. Thì hôm nay bên em tiếp tục giới thiệu với tất cả các bác mẫu loa LUX 12 nhập khẩu nguyên chiếc sơn sần cát em nhé. Và loa này từ 190 em nhé, từ 190, hàng cao cấp, ok chưa, củ chép PMC rất là đẳng cấp. Đây là một trong các dòng loa nhập khẩu, công nghệ thì đến từ Anh Quốc. Mẫu loa rất là đẹp, các bác có thể thấy này, lớp sơn quá đẳng cấp. Ở Việt Nam không thể nào làm ra được cái lớp sơn thế này anh em nhé, không thể nào làm được ra lớp sơn này. Sơn này là sơn sần luôn, ok chưa. Em sẽ lấy một cái vật gì đó, em sẽ cạo sơn lên để cho các bác cùng xem này. Anh em thấy không ạ, lấy dao cạo thoải mái luôn, không có bị không thấy một vết xước nào. Thì đây là mẫu loa rất là đáng chơi em nhé. Và đặc biệt trong cái tầm giá nó khá là bình dân, chỉ có 10 đồng thôi, 10 đồng là các bác có ngay một cặp loa rất là VIP này, hàng nhập khẩu nguyên chiếc, nguyên thùng hộp luôn, ok ạ. Và được bảo hành lên tới là 1 năm cho tất cả các bác. Với mẫu loa này thì anh em chơi những phòng không gian tầm 25, 30, 35 mét vuông trong khoảng đó thì rất là tuyệt vời, ok chưa. Và đây là sản phẩm rất là cao cấp đến từ nhà LX Acoustic và trong cái tầm giá nó khá là ok đúng không ạ. Ở đây thì anh em có thể thấy này, đều có ốc chôn hết anh em nhé. Chúng ta muốn treo loa thì ở đây nó có ốc, chúng ta về chúng ta tháo ra và bắt cái bản anh em thể treo loa vào, treo ngang, ok chưa, treo ngang hoặc là treo dọc loa đều được. Ở trên này nó đều có ốc hết nhé. Đấy, ok chưa, đều có ốc để chúng ta treo loa làm sao cho nó ok nhất. Hoặc là các bác có thể để ở trên cái tủ kệ này, trên cái chân loa gỗ, chân loa sắt đều được, ok chưa. Đó, thì mẫu loa này anh em có thể tham khảo nhé, một trong những dòng loa rất là hay và rất là đáng chơi năm 2024 này. Ở mặt đằng sau thì các bác có thể thấy đây, lỗ thông hơi được thiết kế ở mặt đằng sau. Và LUX 12 này, đó, đây em sẽ cho các bác cùng xem cái thông số của loa LUX 12. Con này công suất của nó là 400W, đó, ở 8 ohm, đó, độ nhạy là 98 dB. Và giải tần đáp ứng từ 55 hẹp cho đến 19K, ok chưa. Thì anh em có thể thấy này, cái giải tần như thế này đấy thì là cái tiếng bát nó cho ra đánh rất là lực anh em nhé. Tiếng bát đánh rất là lực và rất là sâu. Ok, cái này thì sản xuất made in tại Chile. Ok, made in Chile em nhé. Đó. Bây giờ thì em sẽ kết nối jack vào. Đó, và kết nối jack vào và sẽ test một cái bản nhạc để các bác cùng nghe một cái bản nhạc nhé. Và đặc biệt là khi anh em mua những cái dòng loa của bên em đó, thì sẽ được tặng đó, dây và jack, ok chưa, để về cắm ra loa là chúng ta có thể sử dụng được. Thì nói về những cái dòng loa LX Acoustic thì bên em có rất là nhiều những cái mẫu loa đó, trong cái tầm giá bình dân cho đến cao cấp. Thì đây là một trong dòng loa bình dân nhất của bên em với giá là 10 triệu đồng. Ngoài ra còn có loa S12 với giá 13 triệu 500, loa G12 với giá 22 triệu, ok chưa. Đó, rất là nhiều những mẫu loa em nhé. Hoặc là loa TVK15 với giá là 14 triệu 500. Bây giờ sẽ test một cái bản nhạc. Em sẽ test cái bản nhạc các bác cùng nghe ở trên cái cặp loa LUX 12 này. Vì một người đi mãi chắc không quay trở về, một chuyện tình này đành chia đôi, một người ôm dĩ vãng, người kia ở chốn xa, chúc cho em hạnh phúc bên đời ai,
đành tìm vui nơi khác lấp cho vài nỗi buồn. Được một ngày khó, được bao lâu tìm về trên muôn lối. Từng yêu là ta đã chắc không ai hiểu thấu cho lòng tôi. Vì ai đã cách bước đi mãi chắc không về. Chuyện hai đứa nước mắt giờ về lại lối. Đừng dài em vẫn nêu to những lúc khiến em buồn. Thì hãy nhớ mãi có anh bên đời em. Đành tìm vui nơi khác lấp cho vơi nỗi buồn. Được một ngày không được bao lâu. Rất là tuyệt vời đúng không ạ? Từng yêu là ta đau, chắc không ai hiểu thấu cho lòng tôi. Anh em đang nghe rất là một cặp loa lắc 12, tiếng rất là sáng, nghe rất là đa tai và trong cái tầm giá rất là bình dân. Có 10 triệu đồng, anh em được sở hữu ngay một cặp loa lắc 12 nhập khẩu nguyên chiếc. Vì một người đi mãi chắc không quay trở về. Một chuyện tình này đành chia đôi. Một người ôm dĩ vãng, người kia ở trong xa. Chúc cho em hạnh phúc bên đời anh. Đành tìm vui nơi khác, lấp cho vơi nỗi buồn. Một ngày không được bao lâu, tình về trên muôn lối. Từng yêu là ta đã chắc không ai hiểu thấu cho lòng tôi. Vì ai đã cất bước đi mãi chắc không về. Chuyện hai đứa nước mắt rơi về hai lối. Đường dài anh bước leo to những lúc khiến em buồn. Thì hãy nhớ mãi có anh bên đời em. Các bác nghe chất âm thế nào ạ? Khẳng định với tất cả anh em, trong cái tầm giá 10 triệu và trên 10 triệu một chút, không ở đâu kiếm được cái cặp loa nào hay như cái dòng loa LX Acoustic với model lắc 12 này. Đó, rất là phù hợp cho các bác ghép phòng karaoke gia đình hoặc là những phòng karaoke chuyên nghiệp. Đó, quán bar, phòng trà, chúng ta trèo lên, chất âm rất là hay. Tiếng bass đập nghe rất là lực, tiếng check thì nghe quá là chất luôn. Và sản phẩm này là hàng chính hãng, anh em yên tâm sẽ được bảo hành 1 năm cho tất cả các bác. Thì ok, một cái video test chất âm và giới thiệu về cái dòng loa karaoke nghe nhạc để cho anh em chơi gia đình hoặc quán bar, phòng trà. Thì đây là một mẫu loa rất là đáng chơi trong cái tầm giá rất là tốt. Thì ok, video này em cũng xin dừng tại đây. Cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm. Xin chào và hẹn lại. Ngồi nơi